Hàng phở gà gần Hồ Trúc Bạch được Michelin gợi ý, phở gà tiếng ghi điểm nhờ thịt gà săn chắc, không bị bở, phần da giòn dai, nước dùng ngọt thanh, chỉ bán qua giờ trưa là hết hàng. Phở gà tiếng là một trong những quán phở được liệt vào danh sách Michelin Select của Michelin Guide năm 2023. Quán phở nằm trên con phố Nguyễn Trường Tộ, có không gian rộng rãi, có chỗ để xe miễn phí. Theo Michelin, phở gà tiếng có sợi phở mềm ăn kèm hành lá và lá chanh rất ngon, đồng thời gợi ý có thể trải nghiệm thêm với các loại nội tạng, trứng, tràng, mề. Michelin cũng đánh giá cao quẩy ăn kèm ở hàng phở này. Phở tiếng chuyên về gà, có thể gọi phở gà hoặc miến, bún, mì. Giá một tô phở trung bình khoảng 60.000 đồng tùy thuộc vào phần thịt đùi hay cánh, lườn. Điểm hút khách ở hàng phở này nằm ở chất lượng thịt gà chắc, da giòn và phần nước dùng ngọt thanh. Phở gà đùi là món best seller của quán nên thường hết sớm. Tô phở đến tay khách nóng bốc khói, thơm mùi lá chanh, trước khi ăn có thể nêm thêm tiêu, tương ớt cay nồng cùng chút giấm tỏi cho dậy vị. Nước dùng nóng và giúp phần hành chẻ không bị hăng. Ngoài chất lượng gà, thái độ phục vụ thân thiện cũng là điểm cộng của phở tiếng. Khoảng một năm trở lại đây, quán phở chuyển địa điểm sang căn nhà phía đối diện, nên không gian thoáng đáng, mát mẻ hơn so với quán cũ. Phở tiếng phục vụ từ sáng cho đến trưa, vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ thường hết hàng sớm hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.